Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ ưu tú Trình Kim Chi lên tiếng về clip thương tính lái xe hơi. Nhiều ý kiến cho rằng việc thương tính nỗ lực lái xe khi mới trở về từ bệnh viện là vô cùng nguy hiểm. Tối 25 tháng 2, diễn viên thương tính nhập viện cấp cứu vì độc quỵ chứng kiến đồng nghiệp lâm cảnh khó khăn, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi khán giả, đồng nghiệp hỗ trợ. Sau nhiều ngày quyên góp, Trịnh Kim Chi nhận được số tiền 306 triệu đồng. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vận động nhà hảo tâm thêm 100 triệu, nâng tổng số lên 406 triệu đồng. Và bên cạnh đó, một mạnh thường quân đã tặng cho thường tính chiếc xe hơi, nhãn hiệu Mercedes C200. Sau khi ra viện chưa lâu, ông Hoàng mang ảnh một thời đã tự lái chiếc xe về quê, thăm gia đình và nghỉ ngơi trước khi quay lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Trên các diễn đàn mạng, nhiều người bày tỏ vui mừng khi sức khỏe nam diễn viên sớm bình phục. Song cũng không ít ý kiến cho rằng, thương tính mới trải qua cơn thập tử nhất sinh, tay chân còn yếu, nên việc nỗ lực lái xe là vô cùng nguy hiểm. Và trả lời báo chí mới đây, Trịnh Kim Chi cũng có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này. Theo nữ diễn viên tiết lộ, sau khi bàn bạc nam tài tử quyết định sẽ cho thuê chiếc xe hơi để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống chiếc xe đó là của một người bạn thân anh tính tặng vì người này đi canada hai anh em cũng đã thống nhất với nhau xong một anh thường tính sẽ bán chiếc xe này đi để anh có một số vốn làm ăn hai là anh sẽ cho thuê sau đó anh tính quyết định sẽ cho thuê vì đây là kỷ niệm của bạn để lại nếu cho thuê chiếc xe này hàng tháng anh ấy cũng được mấy triệu như vậy anh sẽ có thu nhập hàng tháng cũng rất tốt. Hiện tại chân của anh tính còn hơi yếu nên anh đang chăm cứu. Hằng ngày anh ấy vẫn đang tập vật lý trị liệu để cải thiện đôi chân của mình. Nên mấy hôm nay cũng không lái xe. Thật ra những clip lái xe mà mọi người xem và cảm thấy lo lắng tức là vừa nguy hiểm cho anh tính vừa nguy hiểm cho người đi đường nên anh cũng hạn chế lái xe và không lên chiếc xe đó. Trịnh Kim Chi Ki chia sẻ với phóng viên